Sofa Kiều Family USA. Hôm nay là Kiều đi đến cái chùa này để sẽ chị đâu đâu. Nhưng mà Kiều đi làm về trễ cho nên là đi đến cùng chùa để cũng trễ các bạn. Chùa này là chùa Sư Cô Chùa Ni ở đường Beo Le. Hôm nay thì Kiều đi chung với bạn của Kiều, nhưng mà chỉ có một người đến thôi, hai kia thì busy bận rồi nên không có đến được. Thì Kiều đến đi với chung với bạn Kiều. Rồi này là đi vào bên trong. Thái. Đó, sư cô. Wow. Quý vị, bài hát vừa rồi đã khép lại chương trình văn nghệ mừng đại lễ Vu Lan. Trời Kiều tới đúng lúc mà kết thúc luôn. Finish the music. Sorry, so sorry. Finish. Yes, finish the music. Oh my god, Chinese word. Chinese, yes. Yeah, Chinese word. Who is her? Who is her? Photo. Okay, rồi còn bên đây thì có I follow Jessica. Take a video. Thì dẫn các bạn đi xem tham quan của tôi xem nha. Mới đi làm về là người tê tu luôn. What is fruit? You want? No. Not good. Dạ, cô lấy cũng chăm. Dạ, cũng chăm con nhiều lắm rồi. Đi vô lấy ăn. Dạ, sư cô bạn. What is this? First, this is a booty. This con không có đeo. You don't want to wear and you put in the... Oh, okay. This one. Oh, different. Dạ, Okay, I can bring the car. Yeah. Cái sư cô bạn của Kiều á rủ Kiều tới đây nè. Có cái poster rồi này nọ luôn. Yeah, you try. No. Very soft. So
My head very big. No. Okay, okay. No, you. I think you is okay. You try. Oh, you is okay. Trời ơi, con cảm ơn cô nhiều. Cô bận rộn tiếp xíu các bạn cho nên là không nói chuyện được nhiều. Hôm nay là ở trong này cũng có tiệc tùng. Ở trong này hôm nay là cũng làm lễ Vũ Lan các bạn cho nên là sư cô hơi bận rộn tí xíu nên là không nói chuyện được nhiều. Nãy giờ Kiều cũng muốn tới nói chuyện á nhưng mà sư cô hơi bận. Sư cô này là bạn của Kiều, bạn ở ngoài đời á. Cho nên là sư cô cũng có nói chuyện hôm nay Kiều cũng dẫn bạn đi đến. Hôm nay sư cô cũng hơi bận nhưng mà cũng không nói chuyện nhiều thì Kiều cũng có quay một phòng sơ cho các bạn xem về thiền viện Minh Đăng Quang. Hôm nay làm lễ Vu Lan, Kiều đi vô Kiều xin cái bông hồng. Con chào. Cô ơi cho con xin cái bông hồng đi. Mấy năm rồi con chưa được đi bông hồng. Bông hồng ra làm sao? Con mất ba. Ở đây đi. Con không biết lấy bông hồng nào nữa. Đây nè. Mấy năm rồi chưa đeo lại bông hồng đó cô. Đây nè, đây nè, bông hồng đây nè. Mấy năm rồi con chưa đeo. Con mất ba. Nè cài áo khẽ cho mấy kia luôn cài. Ba còn mẹ thì đeo cái nào? Nè đeo ba còn mấy hai cái đi. Hai cái luôn, đeo hai cái luôn. Đeo hai cái luôn hả? Còn cô. Đây bạn của con là còn mẹ còn bé, ở đường bông trắng cho nó còn che còn mẹ. Quan mẹ ra đây một cái này. What is? You have mother and father, you put red flower and me have a mother. And father died. Oh. Passed away. Where my flower? My father passed away and I put. Oh my god. White flower. Okay. pink flower. Pink flower, pink flower and red flower the same. Same. Oh my god. Yes. I think. Yes. You want pink? No. You can. Pink. Ủa cô hỏi này cô ơi. Cô ơi cái bông hồng màu hồng là nó có ý nghĩa gì cô? Bông hồng là đi hay hồng? Là cha à, là cha mẹ con. Là mẹ con mà ba mất. Ba mất đeo bông trắng. Mẹ con mà ba mất là đeo bông trắng hả? Con là mẹ con mà ba mất con đeo bông gì? Con là mẹ con mà ba mất đeo bông trắng. Ba mất thì đeo bông trắng. Mẹ con hay đeo bông hồng? Cô đeo bông hai cái luôn. Tại vì ở bên Việt Nam á, thì nó khác. Ở bên này thì lần đầu tiên Kiều đi chùa nhân việc lễ Vu Lan cho nên là Kiều không biết ở bên trong này là bên này như thế nào. Tại vì bên Kiều ở bên Việt Nam hồi lúc trước á, là Kiều còn mẹ còn ba thì đeo màu đỏ, mất mẹ thì đeo màu trắng, mà nếu mà còn mẹ mà mất ba là đeo bông hồng đỏ mà cái nơ dây á, là màu trắng. Cho nên là mỗi nơi nó có mỗi cách đeo khác nhau nên là còn gọi rõ sư cô để Kiều biết ngỏ thì đeo. Tại vì đây là lần Kiều qua 14 năm rồi nhưng mà lần đầu tiên Kiều đi dự cái lễ Vu Lan bông hồng cài áo mà lại đi trễ. Sư cô cho Kiều một cái bún khô nè, bún khô chay bạn Kiều một cái luôn.